Hôm nay, em xin giới thiệu với anh chị một lô đất có 25 mét mặt tiền đường nhựa nhà nước hiện hữu. Một đầu đường này là nối vào đường Mỹ Xuân Ngải Giao. Hướng còn lại là kết nối vào đường Võ Văn Kiệt. Và trước mặt anh chị là lô đất em muốn giới thiệu hôm nay. Lô đất này tọa lạc tại khu phố 3, phường Hắc Dịch, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Về vị trí, lô đất này nằm trên mặt tiền đường nhựa nhà nước hiện hữu và đường này đã được quy hoạch mở rộng lên 12 mét. Một đầu đường này kết nối vào đường Mỹ Xuân Ngải Giao. Từ đây ta cứ một mạch là vào thẳng ngay khu trung tâm hành chính phường. Hướng ngược lại ta di chuyển về đường Vành Đai 4 để kết nối về sân bay quốc tế Long Thành sau này. Đầu kia của đường này ta kết nối thẳng ra đại lộ Võ Văn Kiệt. Từ đây ta dễ dàng di chuyển về quốc lộ 51 để di chuyển về các khu công nghiệp trong địa bàn, cũng như về thành phố Vũng Tàu hay thành phố Hồ Chí Minh. Theo hướng cao tốc Long Thành Dầu Dây, hướng ngược lại của đường Võ Văn Kiệt này ta di chuyển về khu vực Ngải Giao, Châu Đức, Xuyên Mộc hay khu vực biển Hồ Tràm. Xung quanh đất thì đã có dân cư hiện hữu. Di chuyển chừng 4 đến 5 phút là vào ngay khu trung tâm hành chính phường với đầy đủ các tiện ích từ chợ búa, trường học từ mẫu giáo đến cấp 3, ủy ban nhân dân, trung tâm y tế, thế giới di động, bách hóa xanh, vân vân. Để hiểu rõ hơn về vị trí đất, anh chị có thể tìm hiểu kỹ trên Google Maps. Link vị trí em để dưới phần mô tả của video. Về giấy tờ pháp lý của lô đất này, đầu tiên về giấy tờ pháp lý thì như chủ cung cấp cho em, lô đất này đã có sổ hồng riêng, đứng tên một chủ và không có bất kỳ tranh chấp gì hết. Cho nên anh chị có thể yên tâm trong việc mua bán sang tên đổi chủ đối với lô đất này. Thứ hai là về diện tích đất. Lô đất này có tổng diện tích là 2.147 m², trong đó có 100 m² đất thổ cư sở hữu lâu dài, phần còn lại là đất trồng cây. Lô đất này có 25 m mặt tiền đường. Hướng lô đất này là hướng Tây Bắc. Và điều cuối cùng em muốn cung cấp là về giá bán. Hiện tại chủ muốn bán lô đất này với giá 4 tỷ. Anh chị nào quan tâm tới mảnh đất này có thể liên hệ với em qua số 0938 948 023. Em xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn mọi người.